hơi đau xíu em nghe. Đau chịu nổi không được cái mũi em. Dạ được chị. Nó phải quen đua. Nhìn mặt không có như đầu đời á. Em mà xiên đánh kèm chị là chắc chắn là sẽ ok. Em đánh sáng tối luôn á. Còn em không xiên thì thôi, bó tay. Nói gì nói thật. Cái giờ sinh hoạt em bị thất thường nữa. Thì mình làm cho con ổn định lại đi em. Kiểu sống miết kiểu mấy năm cái ấy. Quen rồi đúng không? Rồi giờ chờ cái sinh hoạt của em là răng. Đa số là thường là sáng ngủ tối dậy tí. Ngày nói chung sáng ngủ là tối dậy là răng. Em sống giờ Mỹ. Ngày em ngủ chắc cũng đâu 15 tiếng á. Ngủ gì ghê ra hàng chứ mập cái mặt là đúng rồi. Chứ ra đường buổi sáng nắng đen quá chứ em tráng quá. Em dưỡng 2 năm vẫn chưa trắng mấy. Thật là bị dịu. Xong buổi tối ra đường chơi ai. Giờ người ta ngủ chơi. Xong... giờ nào hết nắng á, tầm 7 giờ 8 giờ là em ra đường. Rồi em trắng dữ chưa? Nhưng mà chị thấy em vẫn đen thui tù lùi. Em đi học lấy xe cái đen. Không cho em áo khoác. Má bình thường mà ta. Có camera che mặt đó chị kìa. À, dạ. Nhưng mà em đi học mà, em phải đi thi đó. Đi thi thì em mới ăn nói thôi chứ. Kiểu ghi giờ mình học quá chị. Phải dụ nó nữa hả? Dạ. Mình không học phải xem mình biết. Kiểu mình học là trước mặt mình lái á, vẫn có cái camera. Nhưng mà bình thường mà, em mang đồ chống nắng bình thường mà. Ừ, thì không, không mà. Cũng mặc á, là không cho mạo trang luôn.
không mang gương. Thì không mang gương là được, đúng rồi. Thì là học lái xe mang gương đồ thì nó cũng bị nhiều khi nó ấy, tầm nhìn của mình á. Có mang hai cái bao tay được. À, thì đơn giản mà do em đâu chứ. Em lười thôi. Mẹ má cũng đi. Nói chung chủ yếu là ông đây ông lười. Đèn sẵn rồi. Đèn thì dịp rớt thì dạy luôn đi. Lấy con mặt tôi xong. Thì chơi gì dặn nè, trước khi ngủ các em lên, trước khi dậy các em lên là hắn thấy thầm. Cứ giờ em dậy giờ giống như em, cái giờ mà em đánh răng súc miệng thì giờ nó em trát thôi. Ok, còn không đánh răng súc miệng thì không trát. Hợp lý không? Không, không chịu bâu chứ, không bâu là không đẹp ngất ngay rồi. 3 tháng em uống cái hộp 30 viên nó chưa hết. Được không? Nhưng mà uống thì nó khó có động lực hơn. Còn chị thấy bôi là vì hiệu quả mình thấy rõ nên mình có động lực. Mụn rắn lên nhanh ghế vậy hề. Mụn em là ta nói là không phải là nhanh, mà mụn em là nó nhiều quá ở dưới nên nặng không thể một lần hết được. Nặng phải liên tiếp đó. Mà mình phải dùng đồ nữa đẩy lên hết để vậy nặng hết. Chứ còn mà tình trạng đây là quá nhiều. Nhiều mà lâu lâu em mới đi một lần là nó lại cứ nhiều miết vậy đó, nó không hết luôn. Mình điều trị phải theo, ví dụ theo đúng. Còn mà em cứ như đây thì em giống mình nuôi mụn á, hiểu không? Em đi nặng rồi, cái em thấy đỡ, cái em để rớt thì nó lại bị tiếp lại y như cũ. Cái hành trình mà em làm như đây thì nó sẽ cứ dại miết à, mà không bao giờ đẹp nữa luôn, không bao giờ hết mụn nữa luôn. Ừ, để hai người tự nhiên nữa.
Tâm mang vào tay rồi nói một tí về chị nhỉ? Nhiều quá. Anh đã bờ tay đây, thì tháo lên.